2012 thì cũng là một cái điểm mốc mà chúng ta đã phát triển suốt 15 năm qua rất là nỗ lực. Xin cảm ơn. Chị đọc danh sách tên ai thì mời người đến đây. À, mời lên trên này ạ. Mời lên đây. Chào bạn trang trọng. Tuy nhiên là không hoành tráng như ngoài Hà Nội. Có cả thứ từ thời gian không? Không, không, không đi theo ông vành móng ngựa. Phan Tấn Đạt. Xin mời bạn. Anh thấy chú mất tích tưởng chú ra khỏi hệ thống rồi, hóa ra chú ở đây. Đi qua luôn, đi qua luôn. Trần Văn Lợi. Lợi đúng không? Thuật. Nó theo mẫu đăng ký chị ta này. Có chứ, chuẩn luôn. Có ghi tên. Có ghi tên. Mai Xuân Khôi. Không được ạ. Người tận sông nước miền Tây rồi. Nguyễn Thái Hiệp. Anh Khôi sông đâu? Anh Khôi sông sơ lên kìa anh Khôi. quay rồi. Vâng. Nhà này là chuẩn nhất đây. Có luận đây chị đây. Giơ lên cái chị. Hoàng Thanh Phương. Có nháy để sau vụ đây 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 chị Phương trước chưa? Phương rồi, xong đi lấy chồng rồi, chồng quần áo luôn à. Rồi, hôm nay em lừa mãi sự ai đấy. Mời Hiếu Quyên. Chúc mừng Quyên. Phạm Anh Tuấn. Đang quay. xoay cái chiếc iPhone ra đấy. Anh xoay cái iPhone ra đấy. Cameraman. Đấy HD720 anh yên tâm, đi nét lắm. Ức chừng. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2011 thì mình được thưởng 30 triệu. Thì trích 10 triệu giao cho em Quyên ở trong tiêu tục. Hành này chứ không việc nào đấy. Tân niên hoặc tân niên gì đấy, tân niên cho đi.